Chào mọi người, đây là câu hỏi của bạn Ngọc Muội. Bạn con nói là lấy nước do gạo đem dưỡng da, vậy có được không cô? Hay là con nên dùng loại nào ạ? Chào con, chào mọi người. Nghe con hỏi câu này á, tự nhiên sao cô nhớ lại hồi thời xưa, thời cô còn nhỏ, chắc là cũng tầm năm 73, 74 gì đó, mẹ cô cũng chỉ cho cô dùng nước do gạo để làm mặt nạ đắp, rồi cô cũng làm theo mẹ cô hướng dẫn. Trong các tài liệu được nghiên cứu hẳn hoi á, thì người ta có nói đến nước do gạo cũng có các cái công dụng làm đẹp như là làm sạch da mặt, se khít lỗ chân lông, làm trắng da, ngăn ngừa mụn, dưỡng ẩm da, làm mờ thâm nám. Cô cũng nghĩ các thông tin này là chính xác nhưng hiệu quả quá ít. Vì thực tế hồi trước cô cũng đã có dùng thử một thời gian thì có lẽ hiệu quả quá ít hay là sao mà cô không thấy có dấu hiệu nào tốt để mà cô sử dụng tiếp tục nữa. Không thấy có một tí gì về mặt tích cực, về mặt kết quả như đã nói trên hết á. Nên từ đó cho đến nay cô không có dùng nữa mà cô chuyển qua sử dụng mỹ phẩm chuyên dụng luôn. Cô nghĩ là do ngày xưa chưa có nhiều mỹ phẩm như bây giờ thì người ta mới xem nước do gạo là tốt. Nước do gạo thì nhà nào cũng có, lại dễ tìm nữa. Nhưng mà nếu con có thắc mắc thì con cứ thử đi, cũng đâu có mất mát gì. Nước do gạo cũng không có thể gây kích ứng da được, chỉ cần con đừng có đem đắp lên chỗ vết thương, vết chảy xước là được hả con? Cô có thể gợi ý cho con các bước làm như sau. Đơn giản lắm. Con lấy nước do gạo rồi dùng lược để lược cặn bụi bặm ra, sau đó đó con thấm vào gòn tẩy trang rồi con đem đắp lên da mặt làm mặt nạ, đắp từ 15-20 phút rồi con rửa sạch với nước là được rồi đó con. Con cũng có thể mix thêm sữa tươi không đường hoặc là mình mix với mật ong theo cái tỷ lệ 1:1. Nhưng mà theo cô thì con đừng có dùng vì không có hề có hiệu quả gì ngoài việc là cảm thấy da mặt của mình mát mát như là mình rửa mặt thôi. Còn nếu thích đắp mặt nạ thì con mua mặt nạ giấy có sẵn dưỡng chất trong mặt nạ, sản phẩm của Nhật, của Hàn Quốc sản xuất rất là nhiều, giá thì từ 20-30 ngàn đồng miếng cũng có nữa đó con. Dùng cho một lần mình đắp tuần thì con có thể đắp 2-3 lần, hoặc là con muốn dùng mỗi ngày thì con có thể mua nước hoa hồng lao lên da mặt sau khi mà con vừa mới rửa mặt xong, rất là tiện và hiệu quả cũng nhiều hơn so với nước do gạo rất là nhiều. Rồi nước hoa hồng này á, thì có riêng cho từng loại da nữa, từ cho da khô cho đến da dầu, da mụn hoặc là da lão hóa, dành riêng cho từng loại da, da nhạy cảm nữa. Một chai nước hoa hồng dùng rất là lâu, dùng được tầm 4-5 tháng đó con, có cái giá từ 100 mấy ngàn cho đến 700-800 cho đến vài triệu, nên tính ra mỗi lần đắp cũng rất là rẻ thôi. Và nước hoa hồng cũng có nhiều cái loại, nhiều thương hiệu để mà con lựa chọn. Những gợi ý trên đây chắc sẽ giúp ích được cho con lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Giờ thì xin chào con và chào mọi người. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.